áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, nhiều địa phương bị ảnh hưởng. Câu chuyện đi chợ hộ trong bối cảnh giãn cách cần có sự thấu hiểu và chia sẻ. Gặp gỡ hai người thợ đưa cá tiệm cắt tóc và phục vụ trong bệnh viện dã chiến.